Đấy, những dây điện này chúng ta nhìn nó rất là gọn thôi. Chúng ta có thể thiết kế với một cái chiều cao nó rơi vào khoảng như cái ổ điện này, nó rơi vào khoảng tầm 60cm từ mặt đất trở lên. Đó, cách bàn cầu thì nó rơi vào khoảng tầm 20cm là hợp lý thôi. Xin chào tất cả quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Kido Asa. Vâng, và ngày hôm nay thì tôi sẽ đến với các bạn trong một video cực kỳ là đặc biệt. Hôm nay tôi sẽ tác nghiệp trực tiếp lại nhà khách hàng. Vâng, chúng ta thường rất là băn khoăn nhiều trong vấn đề là lắp rửa điện tử mà lại không chuẩn bị đường điện trước thì chúng ta sẽ khắc phục bằng kiểu gì. Vâng, và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cũng như là cách lắp đặt đối với những chiếc lắp rửa điện tử mà chúng ta chưa chuẩn bị sẵn đường điện. Chúng ta sẽ đến với một chiếc lắp rửa thông minh, đó là một chiếc lắp TCF4731, một dòng lắp rửa tự động của Toto, một dòng cao cấp đấy. Vâng, và đây nó có tính năng tự động đóng mở như các bạn có thể nhìn thấy. Đó, khi tôi vào bước vào thì chiếc lắp này nó đã mở lên rồi, và nó luôn có một cái ánh sáng phía bên cạnh của chiếc lắp rửa điện tử. Đây, tôi sẽ thử tắt đi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy khi mà các bạn sử dụng ban đêm ấy thì các bạn vào phòng vệ sinh thì sẽ luôn luôn nhìn thấy cái ánh sáng này, nên là chúng ta không lo bị lạc đường trong phòng tắm của chúng ta. Vâng, như các bạn đã có thể nhìn thấy ở đây thì cái chiếc lắp rửa 4731 thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua một chút về dòng lắp này. Nó dòng lắp tự động đóng mở. Đó, các bạn có thể mở bằng bảng điều khiển được. Đó, nó rất là hiện đại, đang thuộc dòng cao cấp hàng đầu của Toto. Thì đối với việc lắp đặt chiếc lắp này khi mà chúng ta chưa có đường điện thì sao? Nó không thành vấn đề gì. Đến với Kido Asa thì kỹ thuật của chúng tôi có thể xử lý được tất cả những điều đó. Đây các bạn, như các bạn có thể quan sát thấy là chúng tôi sẽ thiết kế một chiếc ổ điện, nó nằm gần khu vực chiếc lắp rửa chúng ta. Nó chạy theo đó là một chiếc gen, chiếc gen bằng nhựa nổi. Chúng ta sẽ đặt ngoài tường, nó sẽ chạy lên cái phần điện. Điện này sẽ được lấy từ phía trên trần thạch cao này, hoặc từ những khu vực, ví dụ như ở đây nó có, đó là quạt hút mùi này, hoặc là nếu mà gần khu vực đèn điện gương thì chúng ta có thể lấy từ đèn điện gương ra. Đấy, nếu đối với những công trình mà chủ đầu tư, nhà thiết kế họ chưa làm những cái ổ âm tường mà như này thì bắt buộc chúng ta phải thiết kế những ổ điện nổi như này. Đó, ổ điện nổi thì chúng ta phải đi gen nhựa. Đặc biệt là khi mà các bạn thi công bằng gen nhựa này thì chúng ta sẽ sử dụng những chiếc ổ, đó là ổ có lớp phủ chống nước ở bên ngoài. Đó, những chiếc ổ này thì nước nó rất là khó vào. Đây, sử dụng những chiếc ổ chạc 3 như này. Đó, chạc 3, nó dòng tiêu chuẩn châu Âu, đó, có 3 chạc. Đó, đấy, khi chúng ta thiết kế này ở đây sẽ là gắn bằng keo silicone rất là chắc chắn này, hoặc là chúng ta có thể bắt vít trực tiếp vào tường luôn. Đấy, thì đường điện đó giải quyết xong đường điện, còn về đường nước thì nó sẽ khá là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ thiết kế một chiếc T, và chúng ta có thể như tại nhà khách hàng của Kido Asa đang sử dụng đây thì anh có sử dụng thêm cả một chiếc vòi xịt ở bên cạnh bàn cầu đó. Đó, thông thường thì những mẫu lắp rửa điện tử này chúng ta không cần phải sử dụng vòi xịt, nhưng chúng ta có thể sử dụng nó với mục đích như xịt sàn này. Đó, có thể rửa sàn rất là tiện, hoặc là rửa chân. Đó, thì các bạn bước vào phòng tắm. Đó, đây là một mẫu C914, mới S914 ạ, V4, một mẫu lắp rửa thông minh của Toto. Đây thì tôi sẽ sử dụng demo luôn các bạn. Đó, khi tôi ấn lên thì chiếc đèn này chúng ta nó sẽ phát sáng mạnh hơn nữa. Đó, khi tôi có tác động lực lên trên đây ấy, thì tất cả cái đèn này bắt đầu nó sẽ báo hiển thị là chiếc lắp rửa chúng ta đã hoạt động, và tính năng khử mùi ấy, nó đang chạy. Đó, nó đang chạy. Các bạn có thể nghe thấy cái tiếng gió nó hút vào đó. Đó, từ bộ phận phía bên trong này. Đây là chiếc bảng điều khiển của chiếc lắp TCF4731. Nào, tôi sẽ sử dụng chức năng sấy. Đó, nó sẽ có tính năng sấy. Còn đây, nó sẽ có tính năng rửa này. Đó, sẽ có một chiếc vòi phun ra. Đó, rất là hay. Ở chiếc lắp này khi chúng ta không ngồi nữa thì tất cả các tính năng nó sẽ tắt hết. Đấy, nó rất là hay.
Một điều lưu ý nữa khi chúng ta sử dụng chiếc lắp rửa thông minh này, đó là chúng ta nên thiết kế vách tắm kính để ngăn khu vực tắm của chúng ta. Đây ví dụ như ở đây, đó một thiết kế rất là chuẩn luôn ạ. Ở trong đây đó là một model mẫu sen của nhiệt độ của Nhật, nhập khẩu nguyên chiếc TMG44E. Khi chúng ta tắm ở đây ấy, thì nước thường nó sẽ hay bắn vào khu vực cái nắp rửa bên cạnh này, nên việc viện chúng ta phải thiết kế một cái vách tắm kính để ngăn nước bắn vào những cái phùng cái nắp rửa điện tử kia. Tại vì sao lại phải ngăn như vậy, thì tại vì những thiết bị điện tử thì chúng ta vẫn nên là chống nước cho nó là tốt nhất. Mặc dù nhà sản xuất đã thiết kế những nước keo chống nước rồi, nhưng mà chúng ta nên hạn chế để độ bền của nó được cao hơn. Đó. Đấy, những dây điện này chúng ta nhìn nó rất là gọn thôi. Chúng ta có thể thiết kế với một cái chiều cao nó rơi vào khoảng như cái ổ điện này, nó rơi vào khoảng tầm 60cm từ mặt đất trở lên. Đó, cách bàn cầu thì nó rơi vào khoảng tầm 20cm là hợp lý thôi. Cái dây này thì chúng ta có thể thiết kế bên tay phải này, hoặc là bên tay trái này của chúng ta đều được. Đó, nên các bạn có thể thiết kế nó tùy vào cái vị trí lắp đặt của chúng ta thôi. Đó thì như hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cách lắp đặt của chiếc ổ điện này khi mà trong thiết kế chúng ta chưa chờ đường điện sẵn. Đấy, thiết kế đi làm sao cho nó đẹp mắt nhất. Đó. Và thêm một những cái lưu ý, ví dụ như là về khu vực tắm nên tách biệt so với khu vực đi vệ sinh. Đó. Đó, rất là hay. Đây là một thiết kế mang tính tiêu chuẩn. Vâng, và vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn một công trình thực tế của Kiroasa đã thi công tại khu căn hộ cao cấp của Green Bay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video chúng tôi để nhận thêm nhiều những thông báo mới nhất về kênh video Kiroasa. Xin chào.